À, buổi chiều này à, đạo tràng chúng ta bữa nay hơn một ngàn người tu rồi đó à, cứ à, sắp xếp được thời gian mình vô mình lễ vật một chút xong một thờ tu à, Những đức à, à, càng tu tập mới nghĩ cái lời của thượng Hải hiền có những câu này nói để lại ít lên như thôi nhưng mà rất là hay cái việc thượng Hải hiền này nói một câu thả ăn mặn mà niệm phật còn hơn ăn chay mà mắng người những câu mà tôi nghe nghe nói rất là hay ấy à. ý nghe nói rằng là có những người người ta tuy còn ăn mặn nhưng người ta lại niệm phật và tâm người ta có phật người ta không đến nỗi có những cái tâm mà thủ đoạn hại người thả ăn mặn mà niệm phật còn hơn ăn chay mà mắng người thí dụ như mình thấy có những người người ta người ta ăn chay nhưng mà người ta có khi mà Tất các anh em rồi người ta lắng ranh từng chút những người mình cũng thấy rõ ràng hoặc là người ta lại có những ý nghĩ sâu xa những cái nghĩ thủ đoạn này nọ đó ăn chay mà mắng người là Là ăn chay muốn hại người ý vị còn thua người ăn mặn mà niệm phật câu mà tụi hải hiền này nói rất là đơn giản nhưng mà giống như ngày để lưu danh hậu thế vậy Nhưng mà tụi hải hiền ngày nay câu nói rằng là tất cả việc đều tốt thận cũng tốt nghịch cũng tốt cái gì cũng tốt à. hồi đó mình mới nghe mình mình cũng thấy cũng cứ nghĩ là quý ngài mình thấy à, hay hay nhưng mà lạ thay là bây giờ mình tu tập từ từ mình thấy à, lừa lời tôi hiền nói công nhận hay thiệt nó khi nó trải nghiệm trong cái cuộc sống của mình và sự thận nghịch mình mới thấy à nó đều là tốt mà tốt nhất là tại vì mình còn cái gốc niệm phật cái gốc niệm phật nó mới tất cả việc đó nó tốt nha quý vị còn nếu như mình bỏ niệm Phật là nó không có tốt đâu Mình bỏ niệm Phật thì nó mất gốc rồi Nó không có tốt nên Mình còn niệm Phật nên cái thượng cái nghịch nó đều là tốt Tại vì mình hướng về cực lạc Nên thượng nghịch nó mới tốt Còn nếu mình không hướng về cực lạc thì nó không có tốt Nên nó ngày Chiên nhất niệm Phật nên Ngài mới nói rằng là Thuận nghịch gì cũng tốt, tất cả việc đều tốt Đó, nên nó Giống như Cái câu chuyện của Hòa Thượng Hư Văn Câu chuyện của Thượng Hư Văn ai mà coi qua bộ phim câu chuyện của và Thượng Hư Văn rất là hay cái câu chuyện mà à, một ngày nọ có một cái người ăn trộm nó vô trong chùa và Thượng Hư Văn nó lấy gạo. Nói ta khổ quá lấy gạo. Cái ngày vô ngày bắt được thằng ăn trộm ăn cắp gạo. Khi ngày bắt được thằng ăn trộm ăn cắp gạo, ngày kêu nó hốt thêm đi, hốt thêm miếng nữa. <laughs> ngày nó nó kinh ngạc của nó. Và tưởng bắt được mình ăn cắp gạo, nó kêu mình hốt thêm đi, hốt thêm. Ừ. Thì ông nói một câu khổ quá mới vô chùa ăn cắp chứ có cuộc sống đầy đủ không ai vô đây ăn cắp bao giờ tự nhiên nó nghe câu đó nó xúc động và ông kêu nó hốt thêm miếng thêm về ăn vì mà bao nhiêu thôi mà sau này ông độ người cư sĩ đó và sau này người cư sĩ đó chết vì ổng người cư sĩ đó chết vì ổng là giống như chịu cho ổng một phát xúc để chết thì thấy rằng là một con người người ta làm sai như vậy đó. Mà mình khoan dung cho người ta về sao người ta lại hy sinh như mình. Là cái tâm của cái người tu đó quá rộng lớn. Cái tâm quá rộng lớn. cái vị coi qua câu chuyện của Hòa Thượng Hư Văn thôi. Dù là chuyện phim đó nhưng mà khi vị, vị coi vì cũng phát tâm từ bi nữa. Tại Ngài rất là từ bi và Ngài rất dễ tích. Ngài rất là dễ tích giống như câu chuyện Hòa và tự như văn nghĩa con những nhớ câu chuyện mà lúc ngày tam bộ nhất bái ngài đi lại lại để cầu nguyện cho cho cha cho cha mẹ đó tại vì ngày sinh ra mẹ nhìn thấy ngài nằm trong cái bọc thịt mẹ sợ quá mẹ chết nên sau này ngài tu hành nghĩ công ơn cha mẹ lớn lao quá ngài lại phật ngày ngài cầu siêu độ cho cha mẹ của ngài thì vị biết rằng là lúc mà đi như vậy thì cũng nhiều người ngưỡng mộ có những người xuất gia cũng đi theo lại chút lại giữ lắm lại chút thì cũng ngưỡng mộ và tự hư phát có lần lại ngang cái con sông thì sông nó nước nó cũng chảy mà nó cũng cạn cạn thì có một cô gái chắc là bồ tát quan thế âm thì hiện đến sao thì cô gái đó cổ cổ sợ cổ muốn đi mua thuốc cho mẹ cổ mà cổ không dám lội ngang con sông thì giờ kiếm đò thì không có đò Nên nó nhờ những người xuất gia này Để cổng cô qua sông Cổng cô qua sông Nhưng mà mấy người kia đều nói Không không tôi là người tu không thế nào cổng cô qua sông được Nhờ ai cũng không được Cuối cùng hòa Thượng Hư Văn thì nói, à, Vậy cô leo lên lưng tôi Tôi cổng qua sông Thì cô gái đó trong phim thấy cũng đẹp Thì cô, cô ôm chắc hòa Thượng ngư văn ngày cổng qua sông thì thì cổng qua sông phải ôm chứ không ôm gắn sông sao <laughs> thì biết rằng là khi cổng xong xong rồi thì ngày để cô gái cho cô gái để cảm ơn cô gái đã chạy đi mua thuốc đi <laughs> mua thuốc Một chút gì thì ai cổng kệ nghe như ngày đi lại rồi thì quý vị biết rằng là thì ba bốn người đi lại chung tức lắm trong lòng rất là tức khi lúc đó là hòa thượng hư văn ngày lại ngày lại tam bộ chiếc bái ba người đó rất là tức ba người đó nó tức quá tức nhưng cái đức hạnh của ngài hư văn này quá đặc biệt mà mình mới đi theo mình lại chung bây giờ mà ngay kỳ cục để cho cô gái ôm ngày cứng như người vậy mà cổng qua sông kỳ cục tức quá tôi phải lỡ tôi hỏi cho ra chuyện mới được tôi hỏi cho ra chuyện mới được thì ba bốn người chạy lên hỏi ngài hư văn ngài là người tu hành mà tại sao lại cổng cô gái qua sông như vậy phạm giới lực này kia đâu và tự hư văn này nói một câu ủa tôi cổng cô gái qua sông rồi tôi để cô gái xuống cô gái đi rồi. còn tại sao các ngài còn cổng lên dây như vậy Cái câu hay không ngài đi lại với phật ba người ngã ngửa vậy nghĩa là người ta cổng qua xong xong người ta để xuống còn mình lại tức tối và cổng lên dây nghe thấy chưa con người mình sống trong cuộc đời này có những lúc có những việc con người người ta làm người ta làm xong rồi người ta quên mất tiêu còn mình thì cứ để trong tâm để mà tức tối để mà ôm ấp cái đó để mà mà, mà, mà bội thường là những con người mà mình quá quý trọng tôn vinh và mình không có hiểu sâu nhân quả thì mình thường là bị cái bệnh là người ta cái gì rồi là mình trong cái tức có cái thương tức thương tức thương thương tức trong nó nằm lẫn lộn nên bản thân của mình có khi cuồng chí gì cái cái sự mà tức tối đó nó 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 khổ nhất là tức mà thương quý vị rất là giận mà thương rất là ghét mà thương nó 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 lẫn lộn đó người này đa phần là những người là là giống như tim mình cũng học đạo nhưng mà về nhân quả mình không có hiểu thêm một cái nữa có người mình không có thông được định luật nhân quả nên á, mình bị lẫn lộn và mù quáng nằm bên trong đó nên mình nghe đạo mình phải mở cái tâm ra cái gì nó cũng có nhân có quả một cái nhìn của một con người mình ngồi gì nữa quý vị quý vị thấy những đức ngồi ở đây là gì nhưng khi những đức nhìn vô máy quay phim quý vị thấy là những đức, đức, đức nhìn quý vị đó thì những đức nhìn quý vị vì nhìn những đức thôi cái nguyên lý là như vậy những đức nhìn quý vị vì sẽ nhìn những đức còn nếu những đức không nhìn quý vị một chút quý vị sẽ không bao giờ nhìn những đức bao nhiêu. Vì đấy khi mình lễ Phật đi. Những đức chỉ cần chú tâm vô cái máy quay phim những đức nhìn chăm chú vì sẽ thấy những đức nhìn quý vị đó. Quý vị cứ lại một chút lại bị cứ quay bị nhìn quay vậy đó. Vì cứ quay quay lại bị nhìn quay vậy đó, nhìn con thầy còn nhìn mình không? Chứ thật sự thì ông đâu có nhìn mình đâu. Nhưng mà mình cứ quay là mình coi coi ổng có nhìn mình không? Thấy chưa? Nhưng mà nếu những đức mà lại mà những đức sụp mắt xuống, những đức lại làm chút quý vị sẽ cũng làm theo Iran gì Vì không có cảm giác với nhìn quay lại nhìn làm gì Cái nhăn cái quả nó là như vậy đó quý vị Con người với con người đến với nhau á Một cái nhìn thôi nó đã là có duyên rồi Không chi mà có thể ngồi tu chúng Hoặc ngồi nói chuyện tâm sự Mà cùng nghe Rồi ở chung một cái nhà Rồi gặp nhau quý trọng nhau Là duyên nó dày lắm Mà trong cái duyên thuận nó có cái duyên nghịch nằm bên trong Đấy không nên mình học đạo mình phải thông được chỗ này quý vị nha. Nên mình là hiện tại mình dùng cái khoa học thời đại 4.0 này để mình truyền đạo, tu tập. Mà cái này nó không đơn giản đâu. Quý vị để ý lâu lâu trên mạng nó có bảo mạng. Thấy không? Nên thời điểm này là quý vị thời điểm phải cẩn thận lo niệm Phật nha. Lo tu đó. Bảo mạng sắp đến rồi. Phải lo niệm Phật nghe chưa? Những đức nói gì tự vì hiểu đi cố gắng lo niệm Phật Mà nhất là lòng người Nhất là những người nổi tiếng Khi người ta cái gì một cái là Không khéo nó sẽ xảy ra kiếp nạn Tại vì kiếp nạn nó là ngay lòng người Giống như Bà Tượng không ngày giảng Nói lòng tham thì chiêu cảm gió bão Tham là ngu si Gió bão thấy không? Nó mưa đồ này kia rồi thấy không? Nó còn tâm bất bình Bất bình là không vừa lòng đấu đá Là chiêu cảm của động đắc nên nó, 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 săn hạn thì kiêu cảm của nóng bức nên quý vị biết rằng là nên mỗi một con người mình á mình á, dùng cái mạng internet này để mà tu tập nhưng mà vô đây phải cẩn thận nên những đức ngồi những đức niệm phật suốt quý vị rảnh thì bật lên bị niệm phật đi nghe người mà không đủ định lực ở trong cái mạng internet nó dễ dính lắm đó. mà lâu lâu những người nổi tiếng người ta ưa làm bảo dông bảo cho nó người mà biết tu thì nhắc mình như cái thời điểm những đức mà gắt nhất những đức khuyên quý vị đừng đụng chuyện của những đức nên nó không có đến nỗi phải, phải tạo nghiệp trên mạng dữ quá thì thấy không rõ ràng không chứ nếu như cái người mà nếu mà không có nói về nhân quả quý vị sẽ bị dính bên này quý bên này bên này quý bên này nó tạo thành một lực lượng để đấu ở trên không chút mà lực lượng đó nó truyền tải qua cái 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 đường dây của nghiệp duyên thì nó không có đối mặt để chửi nhau nhưng mà nó cái đề sợi dây đó nó ghê lắm nên mình chứ không chung giống như mình tu mình nó xa gì nữa vì mình niệm phật nhưng mà cái sợi dây niệm phật chứ không chung nó lượng lượng cho nó nó lượng 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 tầng số cho nó nhưng mà cái khi mà nó nó mắng chửi nó 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 hâm he nhau thì nó cũng ở trên nó, nó lượng cho nó quý vị nên cái tần số của tia hồng ngoại trên không chung nó nhiều lắm nó rất nhiều nên cái câu vật hiệu mà 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 hơn một ngàn người niệm phật gì nữa tần số nó lượng hơn một ngàn tần số nó lượng trên không chung nó lượng ở trên đó nhưng mà mình nếu mà không có cái cái đủ cái lực niệm nó sẽ phá cái tần số niệm phật của mình tại cái lực lượng khác cái cái nó mạnh quá thế lực của kia nó quá mạnh nên nó phá cái tần số của mình khi mà yếu nên cần tính nguyện kiên cố để cái tần số mình duy trì được bắt sống tần số mình bắt sống nha quý vị giống như nhà đức lên tu quý vị sẽ lên tu rất là đông thì bây giờ những đức là tần số chính nó nó, nó 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 giao thoa với tần số quý vị hiểu chưa nếu như bản thân những đức mà không niệm phật nữa là giảm tối đa liền là cái cái rung này nó giảm 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 từ từ ít người ta lại liền đó nên bản thân những đức phải lo dụng công tu phải gầy dựng cái tâm tu và phải an lạc tâm và phải thông định lực nhân quả và không buồn giận hạn trách ai à, dù những đức đang thoải mái cái tâm gì vị thoải mái dữ lắm một trăm tại vì những đức giống như cái bình to để mà quý vị nó nó nó, nó câu điện cho quý vị đó nên khi những đức mà an lạc cái tâm như đức nhẹ nhàng vì sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc những đức nói chuyện những đức nói là tôi sẽ tha thứ hết nhưng mà tâm những đức hận Tôi sẽ không có buồn ai nhưng mà tâm những đức buồn á là nói chuyện với vị cũng bị ảnh hưởng luôn. Khi bị nghe vì sẽ thấy nó nặng nề, bị ảnh hưởng liền ha. Còn khi mà những đức mà tu tập được những đức an lạc đó nghe là vì vị tranh thủ vô đi. Vô để mà nó nó tiếp được năng lượng. Khi những đức mà nó an lạc nó vui đó nó thoải mái tâm nhất luôn đó là quý vị nhào vô liền. Còn khi quý vị thấy những đức đang bực bội khó chịu thì bây giờ cái nghiệp thì phải gánh chung thì quý vị phải chịu đạn. Những đức bắn tá lạ bình quý vị phải hứng đạn luôn đó, chứ bây phải dẫn đâu. Nhưng mà khi những đức vui vẻ an lạc, quý vị sẽ thoải mái dữ lắm. Tại vì cái người mà mình cứ tu tập chung mình mình hứng chịu chứ không phải chuyện giản đâu. Nên từ nơi đó mà tu tập niệm Phật là nó tuyệt vời nhất. Đừng xen vào cái nhân quả người khác. Đừng có đụng vào Thấy không? Nội mà nếu mình giác ngộ mình coi ở trên mạng mình cũng giác ngộ được. Con người nó nhiều cái loạn lắm. Thương ghét cái bên nè. Hôm nay thương có khi ngày mai ghét. Vì cái nhân cái quả nghe quý vị. Phải tin nhân quả nghe. Và phải cố gắng niệm Phật nghe quý vị. Những việc nghiệp duyên của người khác đừng có gánh lên vai. Người ta gánh xong người ta buông xuống mình gánh trên vai mình chịu. Đừng có thương hại bằng cách là hại mình Hại mình sẽ không giúp người đó quý vị à Hãy cố gắng niệm Phật nghe quý vị Chúc quý vị an lạc A-di-đào Phật A-di-đào Phật ai di đào, đào Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe quý vị A-di-đào Phật